Xin chào, ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi thiếu phông khi chúng ta xuất một bản vẽ AutoCAD sang PDF bằng phần mềm PDF Factory Pro. Thì ở đây mình sẽ lấy cái bản vẽ này làm ví dụ. Mình sẽ xuất nó ra PDF bằng phần mềm PDF Factory Pro. Đó. Khi mà chúng ta xuất ra như này, chúng ta xem ở trên này, xem ở trên cái phần mềm PDF Factory Pro này thì nó sẽ không bị thiếu phông, đầy đủ phông như này. Nhưng khi chúng ta xem bằng cái phần mềm đọc file PDF thì nó lại bị lỗi phông như này. Đó. Tất cả những cái chữ này bị lỗi phông. Rồi. Thế để giải quyết cái vấn đề này thì các bạn chỉ cần nhấn vào MB on phone là tất cả những cái phone nó sẽ không bị thiếu nữa, không bị lỗi nữa. Đó. Khi nhấn vào MB on phone thì chúng ta xem ở trên phần mềm đọc PDF này thì nó sẽ không bị lỗi phone nữa, không bị thiếu phone nữa. Và khi chúng ta new ra một cái file PDF server lại. Đây. Thì nó sẽ đầy đủ phông. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi thiếu phông khi xuất bản vẽ từ AutoCAD sang PDF bằng phần mềm PDF Factory Pro. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.